Mình sẽ làm một cái book haul thì rất thông cảm cho mình nhá, mình không thể dừng mua sách. Hello xin chào tất cả mọi người, rất vui lại mọi người trong video mới của mình ngày hôm nay. Thì cái clip book haul gần đây nhất của mình là một cái clip toàn sách tiếng Anh đúng không? Thì đây sẽ là một cái clip book haul toàn sách tiếng Việt. Và hơn nữa cái clip book haul này sẽ rất là khác cái clip book haul trước, tại vì mình sẽ giới thiệu với mọi người những cái cuốn sách mà mình có được tặng trong cái thời gian vừa qua. Thực ra mình đã được tặng từ rất là lâu rồi, nhưng mà vì mình không có ở Việt Nam nên mình không quay clip được. Thế tranh thủ về nhà thì mình sẽ giới thiệu với mọi người những cái cuốn sách mà mình được tặng trong thời gian vừa rồi. Thế nên là để không mất thêm thời gian nữa thì chúng ta hãy cùng bắt đầu luôn với video clip nhá. Ok, thì đầu tiên cái clip này mình sẽ giới thiệu với mọi người 3 cuốn sách mà mình có được Wing Books gửi tặng trong thời gian vừa rồi. Giới thiệu với mọi người một chút về Wing Books nhá. Thì thực ra khi mà các bạn ấy gửi tặng mình sách ấy thì mình cũng mới biết là Wing Books nó như kiểu là một thương hiệu sách trẻ của nhà xuất bản Kim Đồng ấy. Và các bạn ý có rất là nhiều những cái dòng sách mà mình nghĩ là dành cho lứa tuổi YA, là lứa tuổi thanh thiếu niên. Và khi mà mình lướt qua Insta các bạn ý thì mình mới thấy là có rất là nhiều cuốn sách mà kiểu ở nước ngoài YA rất là nổi và các bạn ý đã dịch ra tiếng Việt. Chính là cuốn 3.000 dặm, chính là cái cuốn We Are OK mà mình đã từng khen bìa của nó siêu siêu đẹp của cái clip book haul gần đây của mình ấy. Hay là cái series Móng vuốt quạ đen, chính là bản tiếng Việt của Crooked Kingdoms. Thì cái cuốn Crooked Kingdoms cũng là một cuốn rất rất là nổi và mình cũng rất là bất ngờ, tại vì các bạn ý cũng đã dịch cái này ra tiếng Việt ấy. Và mình rất là thích cái câu gọi là slogan các bạn ý là Young Books và Young Minds, chính là một thương hiệu nhà xuất bản dành cho những người trẻ và mình thấy rất là nên được đón nhận ấy. Thì các bạn ý đã gửi tặng cho mình 3 cuốn truyện. Đầu tiên là cuốn Mumbai và những chuyến tàu đêm, thứ hai là cuốn bi kịch của chủng tộc thượng đẳng và cuốn cuối cùng là cuốn Dưới tán rừng trăm mẫu. Thì thực ra cả 3 cái cuốn này mình đều không biết quá là nhiều với các em nói. Thì mình có đọc qua giới thiệu cuốn Mumbai và những chuyến tàu đêm là cuốn mà mình đang háo hức để đọc nhất. Thì đây như kiểu là một nhật ký về cái hành trình du lịch của chị tác giả là chị Han Su Trần ấy, khi mà chị đến Ấn Độ, từ bỡ ngỡ về Mumbai này cho đến thủ đô Delhi này, rồi rất là nhiều nạn từ miền Bắc cho đến miền Nam nước Ấn, đến những cái thành phố linh thiêng. Thì thực ra Ấn Độ luôn là một trong những cái quốc gia mà mình khá là tò mò về nó ấy, tại vì nó thật sự là một trong những cái nôi văn hóa đầu tiên của nhân loại. Thế nhưng mà để du lịch Ấn thì mình thấy là thực ra du lịch Ấn khá là nguy hiểm ấy. Thế nên là mình đang rất là tò mò để đọc về cái nhật ký hành trình đi du lịch nước Ấn của cái chị này. Và sau khi mình đọc xong thì mình cũng sẽ chia sẻ cảm nhận của mình về cái cuốn sách này với mọi người nhá. Ok, cái cuốn truyện thứ hai mà mình cũng tò mò muốn đọc không kém thì đấy chính là cuốn bi kịch của chủng tộc thượng đẳng. Khi mà mình đọc cái lời giới thiệu của nó ấy, là một câu chuyện lịch sử đáng kinh ngạc và đau lòng mà chúng ta không thể chối bỏ. Chủ đề chiến tranh được đề cập một cách chi tiết và chính xác khiến người đọc không khỏi ngậm ngùi cho tới tận trang sách cuối cùng. Và nó chỉ có đúng 4-5 chữ đấy là dành cho tuổi trưởng thành. Thì mình cũng khá là tò mò, tại vì mọi người cũng biết là mình rất là thích đọc các tác phẩm về đề tài chiến tranh đúng không? Và cái tên của nó nghe cũng kiểu rất là thu hút luôn ý, bi kịch của chủng tộc thượng đẳng. Mình nghĩ như kiểu là bi kịch của loài người ấy, loài mà luôn cho mình là cái chủng tộc thượng đẳng hơn với những người khác. Nên là dựa vào tiêu đề thì mình đoán nội dung nó là như thế, mình cũng sẽ thử đọc xem sao. Ok, cuốn truyện tiếp theo có bìa siêu siêu ấn tượng luôn đấy mọi người ạ. Và đấy chính là cuốn Dưới tán rừng trăm mẫu của tác giả Emily Mudort. Thì nội dung tóm tắt của nó là xoay quanh nhân vật cô bé Carrie. Thì cô bé này luôn ở trong một cái nhà xe lưu động ở trong cái tán rừng trăm mẫu ấy với mẹ của mình. Người mẹ thì khá là bỏ bê Carrie ấy, thế nên là Carrie luôn luôn phải tự bươn trải cuộc sống các thứ. Và hình như là em này đang nắm giữ một cái bí mật gì đấy rất là kinh khủng. Và mọi chuyện bắt đầu kiểu thay đổi khi mà có hai người lạ mặt xuất hiện ấy. Thì mình nghe cái nội dung có vẻ khá là hấp dẫn và bìa của nó nhìn kiểu siêu siêu ấn tượng ấy. Thế nên là mình cũng sẽ cố gắng đọc xong cái cuốn này. Và mình rất là cảm ơn Wing Books vì đã gửi tặng mình 3 cái cuốn sách này. Mình sẽ để Insta của Wing Books ở phía dưới, mọi người có thể check thử nhá. Và mình rất là mong mọi người có thể nhiều qua Wing Books, vì cái dòng sách dành cho lứa tuổi YA ấy là một cái dòng sách rất là phát triển ở nước ngoài và mình rất là thích đọc các chuyện dành cho YA ở nước ngoài. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì những cái câu chuyện dành cho cái lứa tuổi thanh thiếu niên nó chưa được phát triển lắm ấy. Thế nên là mình mong mọi người có thể nhiều qua và ủng hộ Wing Books nha. Ok, tiếp theo là một cuốn sách khá là ấn tượng mà mình được Skybook gửi tặng. Và đấy chính là cuốn Cha mẹ độc hại, vượt qua di chứng tổn thương và giành lại cuộc đời bạn của Susan Forward và Craig Buck. Thực ra mình khá là bất ngờ khi mà mình nhận được cái cuốn sách này, tại vì cái cuốn sách này nội dung của nó là một cái chủ đề mình thấy rất là quan trọng và ai cũng cần được đọc ấy. Đấy chính là kể về những cái trường hợp mà những em bé, những đứa trẻ, những đứa con trong gia đình bị chịu những cái tổn thương rất là lớn về mặt tâm lý và thậm chí là cả thể xác nữa và cách em vượt qua những cái nỗi đau đấy ấy. Thì thực ra tác giả, cô ấy là giảng viên nhà trị liệu tâm lý rất là nổi tiếng và cô ấy chính là chủ trì chương trình Nói Chuyện Hàng Ngày trên radio của ABC. Thế nên là kia mình cũng sẽ cố gắng thử đọc cái cuốn này. Mình có đọc qua một vài trang và mình thấy rất là bất ngờ với những cái trường hợp gọi là di chấn, tổn thương hay là bạo hành của các em nhỏ ấy. Và đặc biệt là mình thấy bạn nào hay những anh chị nào ấy mà đã bắt đầu lập gia đình hay chuẩn bị trở thành những bố mẹ ấy, những bố mẹ trẻ tương lai ấy, thì mình nghĩ là mọi người nên tìm đọc cái cuốn này. Và rất là cảm ơn Skybook vì đã gửi tặng mình cuốn sách này nha. Và ok, một cuốn sách nữa mà mình được một chị tác giả gửi tặng mình cũng khá là lâu rồi, nhưng mà bây giờ mình về Việt Nam thì mới có thời gian cầm mà em nói. Và đấy chính là cuốn Yêu của chị Trân Thuyên. Cái cuốn này thực ra mình cũng chưa có đọc được nhiều ấy, nhưng mà hình như đây là một tổng hợp những cái chuyện ngắn của chị ý viết về yêu, về tình cảm đôi lứa hay tình cảm gia đình thì phải. Và cái điều mà mình rất là ấn tượng khi mà mình cầm cái quyển sách này trên tay ấy, đấy chính là nó có những cái trang mà nó có kiểu bìa minh họa như này rất là đẹp, kiểu thế này này, như thế này chẳng hạn. Nói chung là mình thấy bìa minh họa của cái cuốn truyện này màu sắc in khá là đẹp ý. Và mình cũng sẽ đọc cái cuốn này và sớm review nó cho mọi người nha. Và mình cũng rất là cảm ơn chị Trân Thuyên đã gửi tặng mình cái cuốn truyện này. À và ok, trước khi chuyển qua phần thứ hai là những cái cuốn sách mà mình mua và mình càn quét chỉ trong 2 lần mình đi nhà sách Lâm vừa rồi, thì mình muốn giới thiệu với mọi người một cuốn sách rất là đặc biệt. Và đấy chính là cuốn Khu vườn bí mật. Tại sao mình nói nó là đặc biệt? Tại vì mình và một vài bạn booktube khác sẽ quyết định từ bây giờ mỗi tháng bọn mình sẽ chọn một cuốn sách gọi là Book of the Month, tức là cuốn sách của tháng, để cùng đọc và cùng chia sẻ cái cảm nhận của bọn mình về cái cuốn sách đấy. Và vì tháng 6 là có ngày Quốc tế Thiếu Nhi ấy, thế nên là bọn mình đã quyết định chọn một cuốn sách mà nó là cuốn sách dành cho thiếu nhi. Và đấy chính là cuốn Khu vườn bí mật của Frances Hodgson Burnett. Ra mình biết đây là một cuốn sách khá là nổi tiếng, thế nhưng mà mình cũng không biết gì về nội dung của nó đâu. Nhưng mà phải nói là bìa của em nó quá đẹp đi. Và đúng là bìa sách của Nhã Nam ấy, mình thấy Nhã Nam thiết kế sách siêu siêu đẹp luôn ấy. Và hình như có vẻ là một cuốn sách cũng viết về pháp thuật gì gì đó. Thế nên là mình cũng đang rất là háo hức để đọc cái cuốn sách này. Thế nên là hãy đón chờ review của mình và một vài bạn booktube khác nhá. Mình sẽ để link channel các bạn booktube có tham gia cái Book of the Month này. Thế nên là hãy ghé qua cả channel các bạn ý nữa nha. Ok, thì vừa rồi là tất cả cái cuốn truyện mà mình đã được gửi tặng trong thời gian gần đây. Và bây giờ sẽ là những cái cuốn sách mà chỉ sau 2 lần đi nhà sách Lâm mình đã càn quét cái đống này. Ok, đầu tiên đấy chính là những cuốn sách của bác Nguyễn Nhật Ánh mà mình mua để mình làm cái phần 2 review vũ trụ điện ảnh của bác Ánh ấy. Và mình có mua 4 quyển của bác Ánh mà mình thấy rất là nhiều bạn có recommend cho mình. Đấy chính là Cây chuối non đi giấy xanh này, cuốn Trại hoa vàng này, cuốn 7 bước tới mùa hè. Cuốn này thì mình mua tại vì mình rất là thích tên của nó. Và cuốn cuối cùng mà nếu mà mọi người không recommend cho mình thì nếu mà mình chỉ đọc qua tên mình sẽ không bao giờ mua đâu. Đấy chính là cuốn Thiên thần nhỏ của tôi. À và còn một cuốn nữa, trời ơi suýt thì quên em nó. Đấy chính là cuốn Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng. Đây có lẽ là cuốn mà mình excited muốn đọc nhất. Tại vì sau khi mà mình review cái cuốn Tôi là Bê Tô và rất là thích em nói, thì có rất là nhiều bạn có comment đây như kiểu là phần 2 của cái cuốn đấy. Thế nên là mình đã quyết định mua cái cuốn này để đọc. Và thực sự là bác Ánh viết chuyện về động vật quá là hay luôn ý. Thế nên là mình sẽ cố gắng đọc xong 5 cái cuốn này và sớm review nó cho mọi người nha. Ok, cuốn chuyện tiếp theo thì là một cuốn mà thực ra mình không bao giờ định đọc đâu. Tại vì mình đã đọc một vài những cái review khá là tiêu cực về em này. Và hơn nữa là mình cũng không xem phim, thế nhưng mà mình thấy quá là nhiều bạn request mình là chị ơi chị hãy đọc chuyện này đi. Và hơn nữa là mình thấy em Cà rốt và Thỏ khen cái chuyện này rất là nhiều. Thế nên là mình cũng đã quyết định mua về và đọc thử. Và đây chính là cuốn Gọi em bằng tên anh, Call Me By Your Name của André Aciman. Cái lúc mà phim của nó gọi là gây sốt trên mọi mặt trận, mình cũng không xem phim ấy. Không phải là mình có vấn đề gì về tình yêu đồng giới đâu. Mọi người cũng biết là mình cũng có thích rất là nhiều những cái tác phẩm viết về tình yêu đồng giới. Nhưng mà cái lý do mà mình không mua cái chuyện này ấy, tại vì mình nghĩ là những cái tác phẩm mà nó quá là chậm và nó quá là bị nghệ thuật cảm xúc ấy thì có thể là nó sẽ không thu hút được mình. Thế nhưng mà vì rất là nhiều bạn request và nghe em Cà rốt và Thỏ khen rất là nhiều, thế là cuối cùng chị đã mua. Và mình cũng sẽ cố gắng đọc nó sớm và review nó cho mọi người nha. Ok, một cuốn sách tiếp theo cũng là một cuốn sách mà mình không định đọc, nhưng vì kiểu mình cảm giác em nó ở trên giá và em cứ mời gọi mình ấy là kiểu em đi. Nên là mình đã quyết định chọn em nó. Và đấy chính là cuốn Nhật ký Anne Frank. Thì thực ra mình đã có nghe tên về cái cuốn này rất là nhiều rồi, nhưng mà Mình không hiểu sao mình cứ nghĩ đây là một cuốn sách kiểu của một chính trị gia nào đấy. Cho nên khi mà mình đọc giới thiệu của nó thì mình mới biết đây là một cái cuốn nhật ký của một cô gái sống trong thời kỳ thế chiến ấy. Cô Anne Frank này là một người Do Thái, thế nên là cô ý cũng đã bị từng đưa vào trại tập trung và cô cũng từng phải kiểu sống chui lủi để trốn tránh Đức Quốc xã ấy. Đây chính là cái cuốn nhật ký của cô ý. Và chắc là mình không phải nói lại nữa, mọi người cũng biết là mình thích cái chủ đề thế chiến thứ hai thế nào rồi đúng không? Và The Guardian có nói là đây là một trong những tác phẩm hay nhất của thế kỷ 20 và như kiểu là một nhân chứng sống của cái sự tàn khốc của thế chiến thứ hai ấy. Thế nên là mình cũng đang không thể chờ được để đọc cái cuốn này. Và thực sự một lần nữa lại phải khen ngợi cái cách Nhã Nam design bìa ấy, kiểu rất là tinh tế và rất là đẹp ấy. Thế nên là mình cũng sẽ đọc cái cuốn này và review nó sớm cho mọi người nha. Ok, cái cuốn sách tiếp theo thì là một cuốn tản văn và mình mua chỉ để vì mình muốn mang một chút gì đấy của Hà Nội đối với mình ấy. Sau khi mà mình quay trở lại Philippines ấy, thì đấy chính là tản văn Thú lang thang của người Hà Nội của Băng Sơn. Thì thực ra một trong những cái tác phẩm tản văn của các tác giả Việt Nam mà mình rất là thích đấy chính là Thương nhớ 12 của Vũ Bằng ấy. Mình siêu thích em nó, nhưng mà mình đã đọc nó khá là nhiều lần rồi ấy, thế nên là mình thử một cái gì mới xem. Thì mình nhớ không nhầm Băng Sơn cũng là một trong những cái tác giả mà viết tản văn về Hà Nội khá là nổi vào ngày trước ấy. Thế nên là mình đã chọn cái cuốn Thú lang thang người Hà Nội để mang đi, để kiểu những lúc nào mà mình cảm thấy rất là nhớ Hà Nội thì mình sẽ lôi cuốn này ra và đọc. Ok, cuốn truyện tiếp theo là một cuốn truyện mà mình rất là cảm ơn bạn nào đã recommend cái cuốn truyện này cho mình. Thì đây chính là cái quyển sách truyện mà mình rất là thích ý. Thì đấy chính là cuốn Bố con cá gai của tác giả Cho Chang In. Theo như mình đọc nội dung tóm tắt ý, thì nó là kể về người cha của người con trai bị mắc bệnh nhỏ. Và cuốn sách này là một cuốn sách rất là nổi tiếng ở Hàn và đã được Bộ Giáo dục Hàn Quốc khuyên đọc. Thực sự là mình không có đọc nhiều những cái tác phẩm viết về tình cha con lắm. Tình mẫu tử, tình mẹ con thì mình thấy có rất là nhiều chuyện ấy, nhưng mà tình cha con thì mình cảm giác là hơi bị thiếu ở trong các tác phẩm châu Á. Thế nên là mình đang rất là háo hức để đọc cái cuốn sách này. Và hình như đây sẽ là một cuốn sách rất là xúc động. Mình sẽ review cái cuốn này cho mọi người nhé. Lại một lời khen nữa cho Nhã Nam, thiết kế bìa quá là xuất sắc, màu sắc kiểu siêu Hàn Quốc luôn ấy. Ok, thì cuốn sách cuối cùng trong cái clip haul ngày hôm nay sẽ là một cuốn sách mà mình nghĩ là chắc chắn mọi người đã nghe được cái tên hay là đã biết về cái cuốn sách này rồi. Và đấy chính là cuốn Đi tìm lẽ sống của Victor E. Frankl, tên tiếng Anh là Man's Search for Meaning. Đây là một cuốn sách phải nói là cực kỳ nổi tiếng luôn ấy. Các bạn mà vào bất cứ một cái trang bán sách nào thì đều cũng đã biết đến cái cuốn sách này rồi. Thế nhưng mà mình là một cái đứa mà rất là ngại đọc những cái cuốn sách non-fiction kiểu rất là kinh điển và rất là cũ ấy. Tại vì thường là mình không có những cái trải nghiệm quá là tốt đẹp với những cái kiểu sách như thế. Thế nhưng mà đây là một cuốn sách rất là đặc biệt, tại vì mình không hề có ý định đọc, nhưng mà nó lại là cái cuốn sách được trích dẫn rất là nhiều trong các tác phẩm non-fiction khác mình đọc mà mình thích. Thế nên là mình thấy kiểu có vẻ được nhiều tác giả mình thích ưa thích như thế thì mình nên thử đọc xem sao. Thế nên là mình đang rất là tò mò để đọc cái cuốn này. Và cũng là một cuốn sách nữa lấy cái chủ đề thế chiến thứ hai, một cái chủ đề mà mình rất là thích. Và ông ấy chính là người sống sót qua những cái trại tập trung của Đức Quốc xã ấy. Và có thể nói là cơn ác mộng của con người, một trong những cái nơi tối tăm, kinh khủng, đớn đau nhất của thế giới. Và ông ấy đã sống sót. Sau khi đấy thì ông ấy đã gọi là đi thuyết trình và đi giảng giải cho mọi người về ý nghĩa của sự tự do và cách mà chúng ta tìm hy vọng trong những cái nơi tăm tối nhất. Mình đang rất là tò mò để đọc thử cái cuốn sách này và mình mong là nó sẽ không làm cho mình thất vọng ấy, tại vì hiện giờ kỳ vọng của mình về cái cuốn này nó đang hơi cao. Ok, và cuốn sách tiếp theo cũng là một cuốn mà mẹ mình mua nhưng mình thấy rất là hay và mình cũng sẽ định đọc nếu những lúc mà mình kiểu muốn đọc một cái gì đấy nó không quá nặng nề và đọc để thư giãn ấy. Và đấy chính là cuốn Đàn ông trưởng thành không vô tâm của Cu Chí. Mình rất là ấn tượng với cái bìa. Thực sự là dạo này bìa sách Việt Nam các bạn ý design đẹp thật sự luôn ý. Đây là một cuốn sách của Skybook. Sau khi mà mình đọc cái cuốn là Mình nói gì khi nói hạnh phúc này, Để yên cho bác sĩ hiền này, Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn này, thì mình đã bắt đầu có cảm tình hơn với những cái tác phẩm tản văn của các tác giả trẻ Việt Nam ý. Thế nên là mình cũng nghĩ là cái cuốn sách này nó là một cuốn khá là ok, mà tên nghe khá là thu hút ý. Thế nên mình cũng sẽ review nó sớm cho mọi người nha. Ok, như vậy là mình vừa mới chia sẻ với mọi người xong những cái cuốn sách mà mình được tặng trong thời gian vừa rồi này, hay là mình đi mua trong thời gian gần đây mình ở Hà Nội. Mình không hiểu sao mình chỉ định lượn vào nhà sách Lâm để thư giãn thôi mà sau 2 lần lượn mình đã lại hốt về thêm một đống sách ấy, kiểu đấy thực sự là một căn bệnh của mình luôn ấy. Và bên cạnh đấy thì mình cũng đang rất là háo hức để đọc cái cuốn Khu vườn bí mật này. Và mình mong là cái một dự án ngay cho nó hoành tráng của mình và các bạn booktube khác. Ví dụ như là em Nancy's Bookstuff này, Thảo Nguyên này, em Cà rốt và thỏ này, hay là em Hương đeo niềng, và hay là anh của sách Việt ấy. Mình mong là cái dự án này của bọn mình sẽ được mọi người đón nhận, và mình rất là mong mọi người ủng hộ những cái sự hợp tác này của mình và các bạn booktube khác ấy, để bọn mình gọi là có thêm động lực để cùng nhau đọc thêm những cái cuốn sách hay khác và cùng nhau chia sẻ những cái cảm xúc, những cái cảm nhận, nhìn nhận khác nhau của bọn mình về từng cuốn sách cho mọi người ấy. Và một lần nữa thì mình cũng gửi lời cảm ơn rất là chân thành đến Wing Books này, Skybook và chị Trân Thuyên, hay là các bạn mà đã gửi sách đến cho mình để mình có thể đọc và review với mọi người. Và yeah, mình mong là mọi người enjoy cái clip book haul khá là đặc biệt này của mình. À, và đừng quên comment ở phía dưới cảm nhận của mọi người nếu mà mọi người đã đọc bất cứ một cái cuốn sách nào mà mình có đề cập trong ngày hôm nay. Và yeah, mình rất là cảm ơn mọi người đã xem đến tận đây, tận cuối clip này. Đừng quên like, comment và subscribe, và mình hẹn lại mọi người cho các video clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.